Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Phân tích Anime. Luffy được biết tới là nhân vật đàn trá quỷ mạnh nhất bộ truyện tính đến thời điểm hiện tại. Nhờ đó cậu có một cái loại sức mạnh chính quyền cũng phải lo sợ, tứ hoàng thì lo ngại. Nhưng nếu câu hỏi đặt ngược lại, thay vì ăn một trá quỷ mạnh như vậy, thằng Lù ăn một trá quỷ khác bình thường hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu cậu có mạnh như lời đồn hay không? Câu trả lời sẽ có nếu bạn bấm like và subscribe cho kênh và xem hết video này. Hôm nay mời anh em cùng Bì Tử Hoàng tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu Luffy ăn trá quỷ khác. Đầu tiên, Luffy ăn 5 trá quỷ. Khác với nhiều nhân vật, Luffy là một người có ý chí mạnh và không biết sợ ai. Đổi lại thì ai cũng phải sợ cậu. Vì thế trên đời này mới có câu không nói nhiều với thằng ngu và không chơi ngu với thằng liều. Nhờ đó chúng ta có một khoảng thời gian dài chứng kiến trận chiến của Lù. Bằng cách nào đó, Luffy đã vượt qua sức mạnh được cho là yếu ớt của trái cao su từ đầu câu chuyện hết lần này đến lần khác. Thậm chí kể cả những kẻ thù có năng lực trá quỷ mạnh hơn rất nhiều ở thời đó, điển hình như Crocodile, Enel, Katakuri, v.v. Đó là trước khi trận chiến hoành tráng với Kaido xảy ra, ai cũng đều nghĩ rằng Gomu chỉ là một trái cao su bình thường không có quá nhiều điều đặc biệt, thậm chí nó còn không đủ đẳng cấp để sánh với mấy trái mà tớ kể trên, ngoại trừ trái sấm sét vì cao su cách điện. Qua được Aquano, chúng ta phát hiện mọi chuyện từ đầu đến cuối diễn biến theo chiều hướng ngược lại. Vì trên thực tế, Luffy đang nắm trong người trá quỷ mạnh nhất thế giới, giúp cậu biến bất cứ thứ gì trong trí tưởng tượng thành hiện thực. Tuy nhiên, để đạt được cảnh giới này, bắt buộc Luffy phải trải qua một cái quá trình khổ luyện, bởi chỉ có trạng thái thức tỉnh mới có thể dùng được các dạng khả năng đặc biệt, còn không thì cậu cũng chỉ dùng sức mạnh như một người cao su bình thường. Do đó, nếu Lù ăn một trá quỷ bình thường thì tớ vẫn tin rằng Luffy với ý chí của mình sẽ trở nên rất là mạnh. Mặt khác, đặt câu hỏi sẽ ra sao nếu Luffy ăn một trá quỷ thật sự mạnh từ khi còn bé? Tất nhiên, nói trá quỷ mạnh không thì nó kiểu bị chung chung quá đúng không? Trong One Piece thì có hàng chục trái mạnh để lựa chọn, điển hình như trái sấm sét của Enel này, trái thanh long của Kaido hay chấn động từ râu trắng, vân vân và vân vân. Do có quá nhiều trá quỷ nên tớ cũng sẽ đưa ra 5 trường hợp Luffy ăn 5 trá quỷ khác nhau. 5 trái này cực kỳ mạnh luôn, chúng thậm chí còn nằm trên người những kẻ được cho là thước đo năng lực của bất kỳ hải tặc nào trên thế giới. Đó là 5 trái của 5 đô đốc hải quân, bao gồm trái Pika Pika từ Kizaru, Magu Magu từ Akainu, Hiye Hiye của Aokiji, Yoshi Yoshi của Fuchitora và Mori Mori trong tay Ryo Kogyu. Nếu Luffy ăn được 5 trái quỷ bá đạo này thì chuyến hành trình của Lù sẽ bị thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì mời các bạn xem tiếp video nhé. Còn giờ là chương trình quảng cáo. Đầu video là chương trình quảng cáo, hiện là cái shop Weibo Empire của mình nó mới cập nhật các mẫu mã áo thun, áo sweater và quần mới. Đây là một cái shop quần áo dành cho các fan anime chất lượng, như cái áo tôi đang mặc này rất là dày dặn, mặc thoải mái, hình in chất lượng không bong chóc, anh em có thể mặc đi chơi hay ở nhà đều được hết. Link mua hàng tôi sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Ok, giờ chúng ta bắt đầu từ thời thơ ấu, khi não cao su vô tình ăn trá quỷ mà Sanh vừa cùng đồng bọn cố gắng lấy được. Vì vậy, để Lù có thể ăn một trái khác không phải Gomu Gomu no Mi, thì trong phần What If này tóc đỏ sẽ không chỉ mang theo một mà có tận hai trá quỷ khác nhau. Theo đó, do đói bụng thay vì táp trái cao su, cậu táp trái thứ hai là một trong năm trá quỷ mà tớ kể trên. Như tất cả các bạn đã biết, thì trá quỷ của Đô Đốc đều có một điểm chung là chúng đều thuộc hệ Logia, có khả năng biến cơ thể người dùng thành một loại năng lượng tự nhiên như dung nham, ánh sáng, băng tuyết. Fuchitora là một ngoại lệ duy nhất, vì trái của ông thuộc hệ Paramecia và chúng ta cũng chẳng biết rằng liệu nó có giúp cơ thể ông hóa thành thuộc tính tự nhiên như Logia hay không. Dẫu sao thì dù khác hay giống thì trong phân cảnh Sanh chụp lấy tay của Luffy ở chapter đầu tiên, tùy vào từng trái cậu ăn thì bàn tay của Sanh sẽ gặp phải những hiệu ứng. Cụ thể là thay vì tay duỗi dài như trong cốt truyện chính thì nếu Lù ăn trái Hiye, tay của Sanh sẽ bị đóng băng, còn nếu ăn trái Pika thì bàn tay của tóc đỏ chỉ lướt qua người Lù. Còn đối với Magu thì tay ông chú Sanh sẽ thành thịt sông khói, còn trái Yushi thì chắc ông chú sẽ bị bất ngờ dập mặt xuống đất, và trái Mori thì thằng Lù nó sẽ mọc một bông hoa trên đầu. Tạm thời chúng ta bỏ qua cái vấn đề đó. Bây giờ đến với câu hỏi là nếu Luffy ăn một trong năm trái thứ hai thì trái Gomu sẽ đi đâu về đâu? Tất nhiên, theo những gì tớ suy đoán và làm những bài What If trước thì Sanh sẽ tặng nó cho Ace, con trai của Gold D. Roger. Nhưng kịch bản ngày hôm nay là chuyện gì sẽ xảy ra nếu Luffy ăn một trái khác? Và câu hỏi mà bất kỳ anh em nào cũng muốn biết là Sanh có cần phải bét cánh tay của mình cho đủ nữa hay không? Trong trường hợp tóc đỏ muốn sắp đặt tất cả mọi thứ để truyền động lực cho Ace trở thành vô hải tặc, thế nhưng, chính anh lại thật sự thích Luffy cho dù thằng bé có ăn trá quỷ hay không. Vì thế tôi nghĩ rằng ông chú vẫn sẽ đến cứu Lù, đặc biệt là sau khi tóc đỏ đánh đám sơn tặc không triệt phát nào.
Do đó, tớ vẫn tin rằng Shanks sẽ cứu Luffy và truyền cảm hứng cho cậu trở thành một hải tặc vĩ đại, với lý do cực kỳ đơn giản là vì tóc đỏ thích. Mặt khác thì ông chú vẫn quyết định giữ lại cánh tay của mình không biết kèo cho thằng não cao su. Về phần Shanks, nhiều khả năng anh sẽ không chấp nhận đội chiếc mũ rơm từng thuộc về Roger, bởi Ace luôn trách cha mình đã gây ra sự đau khổ cho anh. Từ đó, chiếc mũ rơm sẽ được Shanks truyền lại cho thằng Lù và chẳng có bất cứ thay đổi nào trong quá khứ của cậu từ đó cho đến khi cậu lớn lên. Điều này cũng đồng nghĩa việc Luffy sẽ có tuổi thơ dữ dội cùng với Ace và Sabo. Và giờ thì hãy cùng Edit tour đến 10 năm sau, thời điểm Luffy đủ tuổi ra khơi. Với mỗi trá quỷ mạnh như vậy thì cậu sẽ có một cái cách di chuyển khác. Điển hình như trá Hie, cậu vẫn có đủ khả năng đóng băng một phần mặt biển để đi bộ trên đó. Tuy sẽ không mạnh như cách Aokiji sử dụng, nhưng vẫn đủ để cậu có thể đi lại. Với việc nắm giữ trái băng tuyết như thế này, nhanh chóng Luffy trở thành một tân binh nguy hiểm tại Biển Đông và hành trình vượt Biển Đông của cậu cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Luffy lần lượt đánh bại Alvida, Morgan, Bucky, Guro, Don Kiriku và Along một cách dễ như húp cháo. Bởi vốn dĩ, đám tất kể trên chẳng có cửa để chống lại bất kỳ khả năng nào trong năm trá quỷ tử đồ đốc. Nói ngắn gọn là bất kỳ tên hải tặc nào nó không thành thạo Haki thì không thể chạm vào được người Luffy, trừ khi cậu có trái Yushi của Fuchitora. Mà cho dù có là trái Yushi thì chăng nữa thì đám phản diện kia cũng không thể đánh bại được Lù. Chỉ với trọng lực cậu đã đủ sức nghiền nát bất kỳ ai trong số họ. Chỉ có một trở ngại duy nhất trước khi não cao su bước vào đại hải trình, đó là Smoker. Đây chính là đối thủ sử dụng hệ Logia đầu tiên mà Luffy gặp phải. Cho nên ngoại trừ việc khắc chế thuộc tính thì Luffy vẫn chưa thể dùng Haki để đánh lại lốc khói. Ngoài ra, củ hành bốc khói còn mang theo một loại vũ khí khắc chế tất cả những kẻ ăn trá quỷ, đó là vũ khí được làm ra từ đá biển. Tức cho dù sở hữu cơ thể bất khả xâm phạm và đặc tính Logia đi chăng nữa, thì Smoker vẫn có đủ khả năng để chạm vào người Lù, thậm chí làm cho cậu kiệt sức. Do đó, như trong mạch truyện chính, Luffy vẫn không thể đánh bại được Smoker. Nói qua một chút về điểm khắc chế thuộc tính. Đầu tiên, đối với năng lực tự nhiên từ trái Mori nhá, nó sẽ không có tác dụng với khói, ánh sáng thì chỉ nhanh chứ cũng không thể chạm vào được người khói. Magma và băng thì có thể tạo ra một sức ảnh hưởng nào đó, nhưng theo tớ vẫn chưa đủ để đánh được với Smoker. Trừ khi sức mạnh Luffy mới ra khơi đã ngang bằng một trong các đô đốc thì mới có chuyện khói bị ảnh hành. Khả năng còn lại là trọng lực, vì khói rất nhẹ nên Lù bắt buộc phải làm chủ được sức mạnh UC ở cấp độ cao mới có thể tác động vào được củ hành bốc khói. Nói chung, trình độ của Lù khi đó vẫn chưa đủ để đánh với Smoker, mà sẽ cần phải có sự giúp đỡ từ Dragon. À, trong trường hợp Lù xấu trái Pika, dù không thể đánh được khói nhưng nó vẫn cho cậu khả năng chạy thoát, điển hình như phát ra tia sáng làm mờ mắt Smoker, sau đó phóng tia sáng đi rồi dịch chuyển theo là được. Dễ mà. Cứ như vậy, Luffy dần tiến vào đại hải trình và đấm nhau một loạt kẻ biết sử dụng Haki cho đến khi cậu tự học được Haki. Đổi lại thì những kẻ như Wapu hay Moria thì não cao su dễ đấm hơn một chút thay vì sáu trái Gomu Gomu, vì những kẻ này vẫn chưa được xác nhận là có Haki hay không. Bên cạnh đó thì còn Rob Luxy và phần còn lại của CB9 vẫn chưa được xác nhận là có Haki trước time skip hay không. Tuy nhiên, tớ cho rằng ở cái tầm đặc vụ chuyên nghiệp thực hiện nhiệm vụ từ chính quyền thì khả năng cao là chúng đã có Haki ở cái thời điểm đó rồi. Nhưng vì chưa được chứng kiến và tác giả cũng không xác nhận nên tớ sẽ mặc định là chúng chưa có Haki. Nhờ vậy, đương nhiên là dù sẽ dễ đánh bại hơn nếu sở hữu một trong năm trái quỷ của đô đốc. Chỉ duy nhất có trái trọng lực sẽ khiến cậu gặp không ít khó khăn vì nó không mang lại một cơ thể bất khả xâm phạm mạnh như Logia. Dẫu sao thì Lù vẫn đủ sức quẩy nát Kenneth Sloppy và cứu lấy Robin khỏi tay chính quyền. Giờ thì đến với các đối thủ thuộc hệ Logia. Đầu tiên đó là Crocodile, kẻ nắm giữ sức mạnh cát. Trong mạch truyện chính thì Lù đã lợi dụng sức mạnh khắc chế đặc tính là dùng nước để đánh bại cá sấu. Thế nên, cho dù Luffy sở trái Yushi thì khả năng cao cậu vẫn sẽ dùng phương pháp nước đánh hắn. Còn nếu trong phiên bản What If này thì với một Logia đối đầu với một Logia thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trước tiên là với trái Hie, băng được xem là thẻ rắn của nước, nên việc hóa băng sau đó để nó tan chảy thành nước, Lù vẫn trên cơ được với Crocodile nhé. Còn với trái Mori, rừng rậm của nó sẽ hoàn toàn vô dụng trong sa mạc, thậm chí là cậu có nguy cơ thua ngay từ trận đánh ở Alabasta. Tương tự ánh sáng cũng như vậy. Trong hai trường hợp này, buộc não cao su phải dùng đến thủ đoạn lợi dụng nước và cuối cùng là trái Magma. Cái này thì chắc là hủy diệt tên cá sấu trong khoảnh khắc luôn, vì với sức nóng từ dung nham, Luffy đủ khả năng làm tan chảy cát từ cá sấu. Lý do mà tớ biết điều này tại sao Magma trên cơ nhiều như vậy so với cái trái cát là bởi vì trong trận chiến tại tổng bộ, Crocodile ấy đã cố gắng giữ khoảng cách với Akainu nhiều nhất có thể chứ không dám đánh cận chiến. Tuy nhiên, đánh với Enel sẽ là một chuyện hoàn toàn khác. Trái sấm sét được cho là một trong những trá quỷ Logia mạnh nhất. Lý do Lù đánh bại hắn là trong mạch truyện chính vì cậu đã lợi dụng đặc tính cao su để có thể đánh bại.
Nhưng làm thế nào để Luffy có thể chống lại Enel bằng một trái ác quỷ khác? Ban đầu trái Pika thoạt nhìn có vẻ sẽ giống với sức mạnh Enel, nhưng ánh sáng và điện là hai thứ toàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến nhau, thậm chí tốc độ của ánh sáng còn nhanh hơn cả điện nữa. Hơn nữa, ánh sáng là sản phẩm phụ được tạo ra bởi năng lượng và nhiệt độ cao. Vậy nên, khả năng ánh sáng từ trái Pika sẽ hấp thụ năng lượng điện từ Enel. Còn trong trường hợp lùi dùng năng lực cây cối thì tên thần sấm kia thừa sức hủy diệt cả một khu rừng rộng lớn bằng những tia sét. Từ đó mới thấy, trái Mori được xem là một trong những lựa chọn tồi tệ nhất của Luffy nếu cậu được đổi trái ác quỷ. Trong khi đó, băng và magma sẽ đi theo một trong hai cách như sau. Đầu tiên, đối với băng, nếu Enel mạnh hơn Luffy, thì sức nóng từ điện của hắn sẽ khiến cơ thể não cao su tan chảy. Mặt khác, nếu khả năng làm lạnh của Luffy điên cuồng như cái lạnh mà Aokiji mang tới, nó có thể làm chậm các electron định tích khiến thần sấm suy yếu. Còn magma của Luffy như Akainu, cậu có thể biến toàn bộ khu vực xung quanh mình thành đất đá cứng hoàn toàn không dẫn điện. Tuy nhiên, bản thân dung nham là một loại chất lỏng nóng có khả năng dẫn điện rất tốt. Vậy nên, cuộc chiến với hai trái quỷ Hie và Magu với Goro sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm chiến đấu mỗi người và sức mạnh trái quỷ. Sau khi vượt qua hai đối thủ Logia khó nhằn ở trên và bỏ qua cuộc chiến với Đồ Đốc, chúng ta có màn đối đầu cực căng giữa Lu và Râu Đen. Ai cũng đều biết khả năng của trái Yami là hấp thụ tất cả mọi thứ, kể cả năng lực lẫn đòn tấn công đối thủ, thậm chí nó còn vô hiệu hóa luôn trái ác quỷ của người đối diện. Vậy nên tớ nghĩ rằng dù là trái Logia nào thì tên lông đen cũng sẽ vô hiệu hóa sức mạnh của Luffy. Trước đây ai cũng cho rằng trái ánh sáng sẽ là một đối thủ hoàn hảo của bóng tối, nhưng trên thực tế là dù ánh sáng có lớn thế nào thì cũng sẽ bị lỗ đen nuốt chửng. Do đó trái ác quỷ duy nhất có khả năng hạ gục Râu Đen trong năm trái ác quỷ Đô Đốc chính là trọng lực. Vì Tish rất sợ những đòn tấn công vật lý, nên Luffy hoàn toàn có thể dùng trái Yuzi để tạo ra các đòn tấn công vật lý tác động lên người hắn. Chỉ cần không để lông đen tiếp xúc vào được cơ thể là năng lực trái quỷ sẽ không bị vô hiệu hóa. Sau khi vượt qua những khó khăn ban đầu và trải qua 2 năm học Kaki, thì tôi nghĩ con đường tiếp theo của Luffy sẽ vô cùng dễ dàng, thậm chí là có đánh với Katakuri đi chăng nữa. Nhưng còn đánh với Kaido thì nó sẽ là một câu chuyện khác hẳn. Hắn lúc đó quá mạnh và chúng ta cũng chẳng biết điều gì xảy ra. Suy cho cùng thì đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng chưa biết sự thức tỉnh của trái Logia là như thế nào, nên cũng khó mà đánh giá được ai sẽ thắng. Đổi lại thì chúng ta sẽ chứng kiến một trận hấp dẫn hơn rất nhiều so với mạch truyện chính, vì không biết Lù sẽ dùng đến phương pháp gì để có thể chiến thắng với một trong năm trái sức mạnh trái quỷ từ Đô Đốc như vậy. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với What If. Điều gì sẽ xảy ra nếu Luffy ăn một trái quỷ khác thay vì trái Gomu, trái Nika? Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!